Hello, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái video chia sẻ trả lời những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của anh em về quảng cáo trên cái kênh YouTube của mình. Thì đầu tiên, câu hỏi đầu tiên này. Ok, của bạn Bùi Cò gì đấy. Em chạy cam hoạt động rồi mà đợi cắn tiền lâu quá. Rồi ok, thì với những cái trường hợp các bạn chạy quảng cáo livestream mình có nói rồi, đó là khi các bạn lên cam lần đầu tiên, cam mồi lần đầu tiên ấy, các bạn muốn chạy quảng cáo livestream cắn được tiền nhanh, cắn được tiền đều và có comment có lợi có bình luận thì các bạn sẽ cần phải lên cam mồi. Thì các bạn cái thời gian lên cam mồi ấy, nó có thể kéo dài 24 giờ và cái trường hợp cam mồi là các bạn phải bắt buộc cho nó cắn tiền, nó phải cắn một cái khoản tiền nho nhỏ, ví dụ 10.000 20.000 thì các bạn set cam livestream và những cái thời điểm livestream mới cắn nhanh được. Thì khi mà cái cam mồi nó hoạt động rồi, nó cắn tiền rồi thì các bạn đợi đến lúc các bạn livestream, các bạn sẽ vào đổi bài thì nó sẽ duyệt cho các bạn trong khoảng từ 10 cho đến 30 phút và nó sẽ cắn tiền ngay sau đó chứ nó không mất quá nhiều thời gian. Còn nếu như các bạn cứ đợi đến lúc mình lên livestream mình mới set cam thì xin thưa các bạn là cái khả năng cao 99% là nó sẽ không cắn tiền, và nếu như nó có cắn thì nó phải sang ngày hôm sau nó mới cắn, được chưa nào? Ok, cái câu hỏi số 2 của bạn là gì đây, review có tầm 10 không có máy tính thì làm kiểu gì? Nếu như các bạn đang làm Facebook mà các bạn không có máy tính mà các bạn chỉ làm trên điện thoại thì các bạn làm được không? Vẫn làm được, nhưng mà nó sẽ rất rất nhiều hạn chế. Các bạn hình dung nhỉ? Nó có rất rất nhiều hạn chế. Nó để làm chuyên nghiệp, để làm một cách dễ dàng, các bạn phải có máy tính. Đấy là điều bắt buộc. Còn không có máy tính, các bạn chỉ làm điện thoại thì các bạn sẽ không thể nào có thể tối ưu đâu. Các bạn sẽ không tối ưu được và các bạn sẽ không nâng cao được cái hiệu suất làm việc của mình đâu. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì mình lấy ví dụ này, nếu như set một campaign ở trên máy tính các bạn chỉ mất đâu đó khoảng 1 phút thôi. Nhưng mà khi mà các bạn set một cái campaign ở trên thiết bị di động thì có thể mất khoảng 30 phút, 1 tiếng, thậm chí là lâu hơn mà không set được và nó xảy ra rất nhiều lỗi. Đó, ok. Rồi. Facebook thẻ bay không lưu được là sao? Thẻ bay là thẻ gì mình không biết. Ok, bỏ qua câu hỏi này. Chạy sản phẩm bán laptop CPM tầm 35.000 đồng, tức là 35.000 đồng cho 1.000 hiển thị. Target kiểu nào thì cũng hút được ít khách. Một mét giá từ 300, từ 100 đến 300.000 cho một mét. Ngày 7 8 tin thậm chí ít hơn 1,4 triệu chạy tiền. Thì không biết cái câu hỏi này của bạn là bạn gì đó, bạn nhàn cracker à? Nhàn cracker, cái câu hỏi không biết câu hỏi đây nó có ý nghĩa gì. Tuy nhiên mình cũng có thể trả lời cho bạn rằng nếu như các bạn bán mà muốn nhiều hơn nhá, các bạn muốn thứ nhất cái trường hợp này là giá tin nhắn 100 đến 300.000, 100 thì còn có thể xem xét chấp nhận được, chứ còn lên đến 300.000 là quá đắt, không chấp nhận được cho bán máy tính, cho bán laptop các bạn nhé, cho bạn máy tính và laptop. Cái thứ hai, bạn muốn có nhiều đơn, bạn phải muốn có nhiều hàng, bạn có muốn có nhiều khách hàng inbox cho bạn, nhắn tin cho bạn thì bạn phải chạy nhiều tiền hơn. Thì ở đây nếu như bạn tối ưu được là 100.000 cho 1 mét thì bạn chạy 1,4 triệu thì sẽ có 14 người nhắn tin cho bạn, rất nhiều gấp đôi cái số lượng người mà inbox cho bạn một ngày. Thì để bán được cái máy tính, để bán được nhiều máy tính thì ít nhất một ngày bạn cũng cần phải có khoảng 50 đến 100 người inbox cho bạn, thì lúc đấy bạn mới có cái cơ hội để bán hàng. Chứ còn 7 8 người inbox cho bạn một ngày, 7 8 người hỏi mua hàng, hỏi tham khảo sản phẩm bạn một ngày thì theo kinh nghiệm của mình thì thường là sẽ không bán được cái nào hết. Và nếu như cái tình trạng này cứ kéo dài thì các bạn càng chạy càng lỗ, càng chạy càng mất tiền, mỗi ngày mất 1,4 triệu, một tháng là mất hơn 40 triệu. Ok không nào? Rồi, tiếp theo. Nhóm giống hệt nhau được không hay việc khác vậy? Đặt ngân cái bạn Xuân Nam 828 này đang comment trên cái bài là chạy bằng ngân sách chiến dịch hay là ngân sách nhóm. Thì cái câu chuyện đây là nếu như học coi câu hỏi này thì bạn đang không xem kỹ cái video của mình và cũng không hiểu những gì mình nói, vậy nên bạn cần xem kỹ lại nhá, bạn cần xem kỹ lại giúp mình. Đấy, như là chỉ cần xem và làm theo đúng những gì mình nói là ok. Đó. Quy mô 1.600 cho nếu chạy so với 1 triệu của Facebook thì coi như đổ biển là bạn. Quy mô tạo tệp đối tượng tùy chỉnh phần 1, quy mô 1.600 với so với một chạy 1 triệu thì có mình không hiểu cái câu hỏi ở đây là gì. Thì một cái lưu ý dành cho các bạn, đặc biệt là các bạn mới nhá, đặc biệt là các bạn muốn bán được hàng, các bạn phải nói cho khách hàng của mình biết rõ ràng cái sản phẩm dịch vụ của mình nó như thế nào để cho khách hàng hiểu. Các bạn hình dung nào, thì với cái câu hỏi mà không rõ ràng ý nghĩa như thế này thì mình cũng có thể chắc chắn một điều rằng là cái cách các bạn đang trình bày, các bạn bán hàng, các bạn bán sản phẩm của bạn nó cũng như vậy. Các bạn muốn khách hàng phải tự hiểu, tự đoán ý của các bạn ra thì không có chuyện đấy xảy ra. Thì cái việc đặt câu hỏi như vậy, các bạn đặt những câu hỏi mà không có câu hỏi mà không phải là câu hỏi không rõ ràng về hỏi cái gì thì mình cũng không biết trả lời làm sao được. Thì cái
chính cái việc các bạn comment câu hỏi như này thì mình cũng có thể biết ngay chính xác cái công việc bạn đang làm, cái cách bạn đang bán hàng, cách bạn đang chạy quảng cáo, các bạn đang tư vấn khách hàng như thế nào, thì nó sẽ gặp rất rất nhiều vấn đề. Vậy nên các bạn phải cách học cách đặt câu hỏi làm sao cho nó đúng, đặt câu hỏi làm sao cho đúng cái vấn đề của mình, rõ ràng, chi tiết, cụ thể, không lan man, phải nói làm sao để cho một đứa trẻ con cũng hiểu, phải nói như vậy, phải trình bày, phải nói làm sao để cho một đứa trẻ con lớp 5 nó hiểu những gì mình nói, thì lúc đấy chúng ta mới bán được hàng. Nói đơn giản, nó không cần phải dài dòng, không cần phải thế này thế kia, miễn sao trẻ con nó hiểu được là chúng ta sẽ bán được hàng. Còn đặt câu hỏi như này thì mình không biết trả lời sao các bạn ạ. Ok, đấy, nick nào cũng chạy được đúng không? Nick nào cũng chạy được đúng không? Khi comment ở trên cái video là hướng dẫn chạy quảng cáo livestream thì câu này cũng chả có ý nghĩa gì cả, đúng không? Nhưng mà mình có thể hiểu là nick nào cũng có thể chạy được quảng cáo livestream đúng không? Đúng, nick nào cũng chạy được quảng cáo livestream, tài khoản quảng cáo nào cũng chạy được livestream, nhưng điều kiện là phải có fanpage cho chạy livestream các bạn nhé. Fanpage của các bạn phải được phép cho chạy quảng cáo livestream thì các bạn dùng nick nào cũng chạy được, dùng tài khoản quảng cáo nào cũng chạy được, cũng xét được, các bạn hình dung nào. Còn nếu như các bạn không có fanpage cho chạy quảng cáo livestream thì không làm gì được. Ok rồi, đi đây, em giúp em chuyển đổi bằng cách giúp anh chuyển đổi nó sao rồi chạy đâu. Ok, thì những câu hỏi này thì nó cũng chả phải là câu hỏi, nó thuộc dạng là sân si, cũng không thiềm tính các bạn nhé, bỏ qua. Tài khoản em chạy mảng rèm cửa, muốn chạy quần áo thì có được không? Thì theo kinh nghiệm của mình là không, theo kinh nghiệm của mình là không các bạn nhé. Bởi vì khi các bạn đã chạy một cái fanpage cho một cái sản phẩm dịch vụ, rèm cửa với quần áo nó chả liên quan gì đến nhau, có thể nó trùng tạp đối tượng khách hàng nhưng nó chả liên quan gì đến nhau thì cũng không bán được các bạn nhé, thì nó cũng không bán được. Đây là kinh nghiệm thực tế của mình, đúng không nào? Mình lấy ví dụ nha, mình trước đây mình có chạy mặt hàng giày thể thao dành cho giới trẻ, cho học sinh sinh viên, sau đó mình cũng chạy những cái mặt hàng thời trang khác như quần áo hot trend, ví dụ như quần áo hot trend này, qua cả quần cả áo phông này, cả áo khoác này, các kiểu các kiểu cho cái đối tượng học sinh này, nhưng mà không bán được trên cái bếp bán giày các bạn nhé, không bán được trên cái bếp bán giày đó. Vậy nên là ở đây khi các bạn làm, các bạn lên chia nhỏ cái đối tượng của mình ra, chia nhỏ thật thật nhiều cái, chia nhỏ đối tượng mua hàng, chia nhỏ phân khúc khách hàng, chia nhỏ sản phẩm ra, đi vào những cái ngách nó đủ nhỏ để chúng ta làm, thì lúc đấy nó sẽ focus, nó sẽ tối ưu hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta cứ làm tràn lan, các bạn hình dung nhỉ. Ok rồi, ok tiếp tục, tiếp tục nha. Nếu như bạn nào mà đang bị khóa 956 mà xem cái video hướng dẫn kháng via 956 về số điện thoại của mình thì các bạn cũng cần chú ý, trong video đấy mình nói rất là kỹ. Cái tút đấy mình thấy ở trên mạng nó mới ra và mình làm để hướng dẫn các bạn làm theo, chứ còn mình vẫn khuyên các bạn khi gặp tình trạng khóa là bỏ qua, không cần phải mất công khóa. Bởi sao? Bởi vì nó sẽ khiến cho các bạn bị khóa nhiều hơn, nó sẽ khiến cho các bạn mất thời gian, nó khiến cho các bạn mất rất nhiều tiền. Đây là kinh nghiệm xương máu của mình. Vậy nên những trường hợp mà bị khóa, việc đầu tiên của mình không bao giờ là kháng, mình vứt đi, mình vứt nó đi, mình lên ngay campaign trên tài khoản khác để cho quảng cáo của mình hoạt động, để cho nó chạy, để cho cái khách hàng nó đến cho mình, nó vẫn tiếp tục đến, chứ không mình không không chờ kháng các bạn nhé. Cái chờ kháng là cái rất là ngu ngốc, cái chờ kháng là cái khiến cho mình mất rất nhiều tiền so với việc là mình đi mua một cái con khác, mình bỏ tiền ra mua con khác nó còn tiết kiệm hơn rất là nhiều. Rồi ok, rồi tài khoản trả trước không chỉnh được giới hạn chi tiêu, có cách nào tài khoản trả trước không? Thì ai bắt mình chạy trả trước đâu, mình chuyển sang trả sau mà chạy chạy chạy, chạy trả sau sướng hơn nhiều chứ, đúng không nào? Thì thay vì thế làm sao mình cứ phải làm những cái nó cấm, làm với những nó khó, đúng không nào? Đấy, mình lấy ví dụ nhá, ở trên một con đường nó cấm xe ô tô, đúng không nào? Nó cấm xe ô tô, làm nào đi được vào con đường đấy thì mình đi bộ, mình đi xe máy, mình đi xe đạp, chứ mình cứ đứng ở trên ô tô thì làm sao mình vào được cái con đường cấm đấy, phải không nào? Vậy mục tiêu của mình là gì? Là phải đi vào trong con đường đấy, phải đi đến một cái nhà ở trên cái con đường đấy, thì nó cấm không cho ô tô thì mình đi bộ, mình đi xe máy, mình đi xe đạp, không tội gì mình phải đi ô tô, làm sao đấy để mình đạt được mục đích của mình là được, chứ không nhất thiết là tài khoản trả trước, tài khoản trả sau. Các bạn nhìn, nếu như chúng ta cứ giữ mãi một cái cách làm, cứ giữ mãi một cái lối mòn cũ thì chúng ta sẽ rất dễ bị tụt lùi và rất dễ bị đối thủ đánh bại và rất dễ không bán được hàng. Đó là cái kinh nghiệm của mình. Rồi, ok. Được rồi nhá. Mình sẽ ok. Xem những câu hỏi nó hay hay thì mình sẽ trả lời thêm. Rồi. Ok, cũng không có gì câu các cái câu hỏi khác đâu. Nè, không có nhiều câu hỏi khác nữa. Rồi, ok.
Ok, rồi thì mình cái video ngày hôm nay mình xin kết thúc ở đây. Nếu như em có câu hỏi, có thắc mắc nào thì anh em có thể comment xuống cái video này hoặc các video khác trên kênh YouTube của mình để mình có thể trả lời cho anh em. Điều kiện để anh em đạt được cái câu trả lời nó tốt nhất, phù hợp nhất thì anh em lên đặt những câu hỏi rõ ràng, chi tiết, vào thẳng vấn đề, và nó phải có đầu có đuôi thì mình mới biết anh em hỏi gì. Còn ở đây rất rất nhiều anh em hỏi mà mình không biết anh em hỏi gì thì cũng rất khó để mình có thể hỗ trợ anh em được. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video hướng dẫn và chia sẻ tiếp theo. Bye bye. Chúc mừng bạn vừa đã xem hết video hướng dẫn và chia sẻ của Lê Bá Tùng. Nếu như bạn thấy video này hay và có ích cho bạn, hãy cho mình một đăng ký kênh để ủng hộ. Bấm nút chuông bên cạnh để khi mình ra những video mới nhất bạn có thể nhận được ngay, hoặc bạn có thể xem thêm các cái video tương tự liên quan đến phần nội dung này ở trên khung của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo. Bye bye.